Xin chào các bạn đã đến với khóa học lập trình front end với này thì ActJS cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Thì bữa nay là buổi 18 thì tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn về các cách mà để mà chúng ta style trong cái thằng ActJS. Style tức là chúng ta sẽ đi trang trí cho cái component, cho cái layout của chúng ta. Thì như các bạn đã biết ở trong một cái file HTML thì chúng ta có thể style cho nó bằng cách chúng ta sẽ viết code là CSS. Thì trong React thì nó sẽ có nhiều cái kiểu khác nhau để mà chúng ta có thể style được. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu làm thế nào để chúng ta style được ở trong cái thằng React.js này. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái kiểu là inline style này. Rồi theo là cái kiểu CSS style này. Rồi theo là kiểu SCSS này. Rồi cái kiểu tiếp theo là kiểu CSS module này. Thì đây là bốn cái kiểu phổ biến mà chúng ta sẽ sử dụng để mà chúng ta style ở trong React.js. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu lần lượt về bốn cái kiểu này. Kiểu thứ nhất là kiểu inline style, thì chúng ta sẽ trong cái thẻ HTML thì chúng ta sẽ khai báo một cái thuộc tính là style và chúng ta sẽ bằng với này cái cú pháp là sẽ có hai cái dấu ngoặc nhọn như vậy và chúng ta sẽ để mấy cái thuộc tính style của chúng ta ở trong như vậy. Thì các bạn lưu ý là khi chúng ta sử dụng với cái kiểu này thì nếu mà chẳng hạn như cái thuộc tính của các bạn là ví dụ như nó có hai ký tự, ví dụ như min width hay là min height gì đó, thì các bạn nhớ là sử dụng cái kiểu camel case, tức là cái ký tự đầu của cái chữ cái thứ hai thì chúng ta sẽ viết hoa. Rồi tiếp theo là cái kiểu CSS, thì chúng ta sẽ có một cái file style.css và trong cái file CSS thì chúng ta sẽ có mấy cái tên class, rồi sau đó chúng ta sẽ trong cái class thì chúng ta sẽ viết mấy cái thuộc tính để mà chúng ta trang trí ở trong cái class này. Và để sử dụng cho một cái component nào đó thì chúng ta sẽ import cái file style.css này vô này. Rồi sau đó thì để mà sử dụng trong một cái thẻ HTML nào đó thì chúng ta sẽ khai báo với lại cái thuộc tính là class name. Và chúng ta sẽ bằng với lại cái tên, cái giá trị của cái class name của chúng ta. Thì ở buổi trước là cái buổi 13 tìm hiểu về job thì tôi có làm demo cho các bạn về một cái tạo ra một cái avatar component, và trong cái avatar component này thì tôi cũng đã hướng dẫn các bạn demo tạo ra một cái file là avatar.css và tôi có một cái class name là avatar và tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái kiểu của thằng CSS như vậy rồi đó. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến tìm hiểu đến cái kiểu thứ ba là kiểu SCSS. Thì nếu mà các bạn nào chưa biết về cái kiểu SCSS này thì cái kiểu SCSS này là cái kiểu của cái thằng sát nang. Thì các bạn có thể tìm hiểu về cái sát nang này như sau. Thì các bạn vô Google và các bạn gõ sát gạch ngang nang. Thì đây là cái ngôn ngữ sát. Thì nó cũng là một cái ngôn ngữ mở rộng của thằng CSS thôi. Đó. Thì các bạn hãy vô đây và tìm hiểu. Ngoài ra thì nếu mà các bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn về cách sử dụng của thằng ngôn ngữ sát này thì trong cái website của tôi thì tôi có một cái khóa học lập trình thiết kế web bán hàng với lại Bootstrap, HTML và sát đó. Thì ở trong này tôi có giải thích chi tiết về cái cách sử dụng của cái thằng sát ở trong cái khóa học này. Thì viết code theo cái kiểu SCSS thì chúng ta sẽ có nhiều cái lợi ích hơn. Thì khi mà để mà sử dụng thì chúng ta sẽ tạo ra một cái file style và chấm với lại cái SCSS như vậy. Và ở đây thì chúng ta sẽ khai báo ví dụ cái tên của cái class này, là cái card này. Đối theo thì chúng ta có thể đồng được mấy cái class name khác ở bên trong. Ví dụ như ở đây có cái class là title và description. Rồi theo là các thuộc tính này. Rồi theo để sử dụng trong cái component thì chúng ta sẽ đi import nó vô trong cái component của chúng ta. Và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng nó ở trong các thẻ HTML thì chúng ta sẽ khai báo với lại cái cũng bằng cái class name này. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ bằng với lại tên của cái class của chúng ta. Đó. Thì cái này nó cũng khá giống với lại cách sử dụng của thằng CSS. Tuy nhiên thì khi mà sử dụng với thằng SCSS này thì chúng ta sẽ có nhiều cái lợi ích hơn. Ví dụ chúng ta phải viết code để mà đồng vô như vậy. Đó. Rồi tiếp theo là cái kiểu CSS module. Thì để mà sử dụng được với cái kiểu này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái file là style và chấm module chấm
CSS thì các bạn lưu ý là chúng ta phải bắt buộc phải có cái đuôi là .module.css như vậy. Rồi theo là cái tên của cái class, ví dụ ở đây có class là title này, rồi các thuộc tính này. Rồi theo để sử dụng nó thì ở trong cái component thì chúng ta cũng import cho. Thì ví dụ chúng ta sẽ import nó ví dụ như là cái style như vậy. Rồi để sử dụng thì chúng ta cũng ở trong cái thẻ HTML thì chúng ta cũng khai báo cái class name này. Rồi chúng ta sẽ bằng và chúng ta sẽ mở cái dấu ngoặc nhọn như vậy, rồi chúng ta sẽ gọi cái style này và chúng ta chấm cái class name này. Thì lợi ích của cái việc mà sử dụng cái thằng CS module này là khi mà chúng ta sử dụng ấy, khi mà cái trình duyệt nó render ra cái code HTML á, thì nó sẽ class name này nó sẽ có thêm cái key ID nữa để mà nó không bị xảy ra cái hiện tượng là trùng trùng nắp mấy cái tên class name này, thì nó sẽ ít bị lỗi hơn. Đó thì như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn cho các bạn giới thiệu cho các bạn về cách cách mà để mà chúng ta có thể style được ở trong cái thằng React.js. Ở các buổi tiếp theo như là buổi 19, buổi 20, buổi 21, buổi 22 thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn chi tiết hơn về các cách sử dụng của các cách để mà chúng ta style ở trong cái thằng React này, ví dụ như inline style này, CSS style vân vân. Đó. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.